xin kính chào quý vị và các bạn. Hôm nay mình xin phép được giới thiệu với mọi người mẫu xe Zuti Z8 phiên bản 7 chỗ. Xe sử dụng động cơ 2.0 Turbo Garrett Motion cùng với hộp số DTC ly hợp kép. Xe được nâng cấp cải tiến với hệ thống phun xăng trực tiếp GDI và hệ thống điều phối van biến thiên thông minh kép Dual VVT, mang đến cho xe công suất 231 mã lực, mô men xoắn cực đại 350 Nm, tốc độ tối đa lên tới 200 km/h, mức tiêu thụ nhiên liệu 9 lít trên 100 km và có thêm chế độ Eco tiết kiệm xăng. Zuti Z8 là mẫu SUV 7 chỗ được nhập khẩu nguyên chiếc chính hãng với chiều dài 4910, chiều rộng 1933 và chiều cao 1755. Về ngoại thất, xe có cửa sổ trời toàn cảnh panorama, gạt mưa sau, gương điện gập tự động, sấy gương, sấy kính, đèn logo, giá nóc, mâm đúc, bậc bức điện, hệ thống ống xả thể thao, đuôi cá, kính an toàn phía sau. Xe có nội thất da sang trọng, hiện đại, ghế lái chỉnh điện 6 hướng, ghế lái phụ chỉnh điện 4 hướng và ghế hành khách chỉnh cơ 4 hướng nhằm đem đến cho hành khách những trải nghiệm tuyệt vời nhất. Xe sử dụng gương chiếu hậu chống lóa và điều hòa hai vùng độc lập, có thêm cửa gió hàng ghế sau và đèn báo cửa mở. Xe trang bị hệ thống điều khiển Bose của Đức, hệ thống báo lỗi tự động, núm xoay chuyển số bằng điện tử, chìa khóa thông minh, cốp điện có thể đóng mở thông minh bằng chân, camera lùi, màn hình giải trí 10 inch đa chức năng cùng với 6 loa âm thanh chất lượng cao. Về mặt an toàn, xe sử dụng hệ thống phanh chống bó cứng ABS, hệ thống phân bổ lực phanh điện tử EBD, hệ thống cân bằng điện tử ESC, hệ thống chống trơn trượt, hệ thống hỗ trợ lực phanh khẩn cấp EBA, hỗ trợ khởi hành ngang dốc, phanh tay điện tử, phanh tự động auto, cảm biến áp suất lốp, tự động ngắt động cơ và 6 túi khí an toàn. Xe được bảo hành 3 năm hoặc 10 vạn km, có cơ sở bảo hành và đầy đủ phụ tùng thay thế. Mời quý vị và các bạn qua 127 Nguyễn Văn Cừ, Long Biên, Hà Nội xem và lái thử xe hoặc để lại số điện thoại để được tư vấn chi tiết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những video sau.